Xin chào các bạn. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn thao tác với cái nút thêm này và nút sửa. Tuy nhiên, như mình đã nói còn cái phần button new này, hoặc hủy nó chưa xuất hiện và cảm giác giao diện như này nó chưa ổn lắm. Ở phần này mình sẽ dẫn các bạn chúng ta sẽ thao tác khi chúng ta click nút thêm này thì hai cái textbox trên này sẽ xóa trắng và tiếp theo này, các nút thêm sửa xóa sẽ ẩn đi, lúc đấy chỉ còn nút new nút hủy được hiển thị. Tương tự này, khi click vào nút sửa thì các nút thêm sửa xóa cũng ẩn đi và nút new và nút cái hủy sẽ hiện lên. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ quay về phần design, chúng ta sửa một chút. Bây giờ chúng ta sẽ cho mấy cái bức tường này lên trên này. Đấy. Cái nút new này mình sẽ cho xuống dưới. Rồi mình sẽ tạo ra một cái nút hủy nữa. Đấy. Ba cái nút này chúng ta sẽ cho nó gần nhau. Thì các bạn sẽ dùng các cái công cụ trên này. Đây. Đây, remove này. Đấy. Tăng một chút này. Đây. Chúng ta căn giữa này. Đấy. Bây giờ mình sẽ sửa cái này thành nút hủy. Các bạn chọn một cái ảnh cho nó phù hợp với nút cancel. Đây trong máy mình có khá là nhiều icon để các bạn xem nhé. Đây. Chúng ta hãy chọn một cái dạng nút hủy cho hợp lý. X hay một cái gì cancel này. Để mình xem nào. Hoặc nút quay lại là cũng được. Nó là hợp lý hơn không? Đây, có nút cancel đây. Có biểu tượng này. Đấy. Để chúng ta sẽ sửa cái tag tương ứng. Tương tự này, cái tên chúng ta cũng phải đổi lại cho nó. Ở đây không phải là B2 nữa, BTN cancel này. Đấy. Ở đây. BTN save này. New và hủy. Nó xóa ta đổi tên này. Rồi. Bình thường hai cái nút này chúng ta sẽ ẩn nó đi. Các bạn chọn cả hai một nút cũng được cho nó nhanh. Chúng ta có cái thuộc tính visible chúng ta cho bằng false này. Đấy, và cả ba nút này để hiển thị lên. Đấy. Rồi khi thiết kế chỗ này xong các bạn chỉnh cho nó ra giữa. Đây chúng ta chọn công cụ trên này. Remove đây này. Tăng một chút này. Chúng ta chọn vào căn giữa này. Đấy. Sau đó các bạn cho cái vị trí này lên trên. Rồi chúng ta chạy thử nhé. Nó đè nhau một chút kệ nó. Tới khi chương trình nó chạy thì các bạn sẽ không nhìn thấy nó hiển thị như vậy, không vấn đề gì cả. Đây mình chạy cho các bạn xem này. Hoặc nếu như các bạn muốn nó thiết kế theo kiểu chúng ta nhìn được luôn thì các bạn có thể để vị trí khác. Sau khi chương trình chạy chúng ta sẽ đặt cái thuộc tính location của nó khác đi. Nên các bạn nhìn như này. Đấy, thêm sửa xóa không hề nhìn hai nút kia. Và việc của chúng ta bây giờ là khi click vào nút thêm mới chúng ta sẽ hiển thị hai nút kia và ẩn ba nút này đi. Đấy. Mình sẽ viết một cái function. Đấy. Nút thêm này. Chúng ta viết một cái function này. Private void ví dụ là show hai function chẳng hạn. Là một cái biến cái bool này isShow. Đấy. If isShow. Show hai save function này. Mình viết này cho rõ đi. Show hai save cancel đi. Này cho dễ hiểu. Nếu mà show nút này lên thì chúng ta sẽ phải làm như sau này. Thì btn cancel này chấm visible này sẽ bằng bt bằng cái button save này chấm visible này và bằng true.
hoặc thậm chí nó chính bằng cái biến này thì các bạn có thể không cần if lại cũng được. Chúng ta cho luôn bằng cái này cũng ok. Đi sau đấy. Thế còn ba cái nút là btn thêm mới này, chấm visible này sẽ gắn btn sửa này, chấm visible này, tương tự btn xóa này. Xóa chấm visible và chúng ta sẽ cho bằng phủ định của isow. Tức là thằng này hiển thị, thằng kia sẽ ẩn. Đấy. Và nếu viết chúng ta viết kiểu này chúng ta không cần if ở ngoài. Rồi ok. Đây các bạn thể bỏ cái này đi. Đấy, bởi vì nó theo hết cái biến này, nếu mà true thì bằng true, bằng phô nó đổi lại đâu. Đấy. Chỉ có vấn đề này, chúng ta sẽ phải xử lý như sau này. Nếu như cái hiển thị, tức là nếu như y sâu bằng true thì chúng ta sẽ phải là đây. Y sâu bằng true này thì chúng ta sẽ cần đi text box đây. Nhưng với trường hợp là chúng ta thêm mới, chúng ta sẽ có một cái thuộc một cái biến để xác định xem là thao tác người ta đang là thêm mới hay là sửa. Nó sẽ có một cái private này, bool này, if new này bằng for đấy. Chúng ta sẽ có một cái biến này và if new thì chúng ta sẽ có txt mã chi bộ này chấm text này chấm clear luôn cũng được các bạn. Đây. Tương tự chấm clear. Các bạn có thể dùng một cách khác là chúng ta chấm text bằng string.empty cũng ok. Đấy. Và cái fnew này bằng true khi chúng ta kích vào nút thêm mới đây. Fnew bằng true. Đấy. Và chúng ta sẽ gọi cái show hai save cancel bằng true. Đấy. Còn các cái thao tác dưới này chúng ta sẽ phải xử lý khác. Ở trong cái button thêm mới chỉ có là nhiệm vụ hiển thị cái nút save và cancel. Thế còn cái thao tác cơ sở này chúng ta sẽ xử lý sang cái phần nút new. Đấy. Đấy, bây giờ chúng ta chạy thử nữa nhá. Đây. Chi bộ. Giờ các bạn click vào nút thêm mới. Đấy, chỗ này nó đang là thông báo bên dưới. Do chúng ta chưa bỏ cái code đi. Như các bạn nhìn thấy này, hai cái nút new và hủy đã hiển thị rất là ngon này. Ba nút kia nó bị ẩn đi. Đấy. Và khi click vào nút hủy, chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ chúng ta này hiển thị mấy cái nút kia lên. Đấy, nó không làm gì nữa cả. Đấy. Còn nút new chúng ta sẽ xử lý hoặc là thêm vào cơ sở liệu hoặc là cập nhật. Tùy theo cái trạng thái người ta click nút thêm hay nút hủy, à, nút thêm hay nút thêm mới, hay là cập nhật. Giờ chúng ta sẽ xử lý tiếp này. Đây. Cái chỗ nút new này, chúng ta sẽ kiểm tra này. Kiểm tra ở đây, xem người ta xem là kiểm tra. Kiểm tra xem thêm mới hay cập nhật dữ liệu. Chúng ta có sẵn một cái biến là if new rồi. Nếu if new bằng true có nghĩa là thêm mới, ngược lại là người ta sửa. Đây, cái phần thao tác về thêm mới chúng ta đã có sẵn trên này rồi. Đây. Chúng ta chỉ cần viết một cái phương thức này thôi. Private này, void này, if new thì có chẳng hạn à, thêm mới bản ghi rồi viết phương thức và toàn bộ cái code này chúng các bạn sẽ cắt vào đây, cắt này cho vào trong này đấy. Và trong cái nút thêm mới chúng ta chỉ còn hai cái lệnh này, toàn bộ cái phần thao tác về thêm cơ sở liệu này chúng ta để trong một phương thức riêng. Và như vậy cái chỗ dưới này, chỗ thêm mới các bạn chỉ cần gọi cái fnew decode ở đây thôi. Đấy. Và sau khi fnew xong các bạn nhớ reset cái ifnew này bằng for.
Đấy. Và tiếp đến chúng ta sẽ phải hiển thị lại cái nút kia bằng cách chúng ta sau cái này thì các bạn vào đây sau hai cancel đây sau hai cancel chúng ta cho vào full, tức là sẽ ẩn mấy cái nút kia đi. Tương tự cho này update này, mình sẽ cho dưới này phần cập nhật này, mình cũng viết một phương thức cắt cái đống code này đi. Đây chúng ta sẽ viết một cái cập nhật. Đây các bạn viết phương thức cập nhật đây. Viết này, void này. Update DB. Update thì code đây. Đây. Các bạn gọi lệnh đây. Update thì code. Đấy. Và sau khi cả thêm mới cả update chúng ta đều hiển lại các cái nút thêm sửa xóa và ẩn các cái nút kia đi. Đấy. Rồi chúng ta chạy thử nhá. Cập nhật. Cái chỗ này mình phải cho cả cái phần lấy dữ liệu trong này nữa không là thiếu. Để các bạn xem này. Các bạn cắt lại update thì code chúng ta copy toàn bộ cái code trong đấy cho vào đây. Đấy. Và quay về cái chỗ nút sửa thì chúng ta chỉ làm cái nhiệm vụ if new này chúng ta cho bằng for này và show hai button bằng true. Đấy. Nút thêm chúng ta cho bằng true, còn nút sửa ta cho sẽ bằng fail. Đấy. Chúng ta chạy thử. Đấy, bây giờ chúng ta chạy thử này. Đấy, thêm mới này. Đấy, thêm mới dụ như là CB08 này. New day 0909 này. Nút save. Thêm được thành công này. Để các bạn sẽ thấy này. Đấy. Ok chưa? Và các nút này hiển thị bình thường. Rồi chúng ta sửa này. Đấy. Sửa thì các cái dữ liệu trên này vẫn còn nguyên. Update save cancel lưu này, cập nhật dữ liệu thành công để các bạn xem đấy, sửa này. Có một cái nút hủy là chúng ta chưa xử lý, thì nút hủy chúng ta đơn giản là chúng ta khôi phục ẩn hiện là các cái nút này thôi đấy. Thì quay về chỗ này các bạn click vào cái nút hủy này, chúng ta cần if new các bạn cho bằng false hết đi, sau đó show hai cái số tiền chúng ta cũng cho bằng phone thôi. Đấy. Các bạn xem nhá. Chỉ bộ này. Sửa này. Hủy này. Sửa này. Đấy. Khi click vào cái nút hủy này chúng ta đơn giản chỉ thay đổi lại cái trạng thái ẩn hiện của các button thôi, chúng ta không cần làm gì cả đấy. Đấy. Thêm mới này, hủy này, đấy. Ok chưa? Đấy. Đấy. Rồi. Hy vọng cái video này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong quá trình làm các phần mềm thực tế. Và video tiếp theo mình dẫn các bạn chúng ta sẽ thao tác với nút xóa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.